trong tâm có Phật. Tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Vậy cái này ngươi biết không? Cái này tôi không biết, nhưng tôi có thể ở ngoài 20 bước dùng non lá ném trúng cây non này. Mộng Linh ơi, đây mà gọi là bản lĩnh à. Ngay đứa con nít 3 tuổi cũng làm được. Nực cười, ngươi có thể đi thêm 50 bước được, cũng không đáng để nói. Vậy ngươi đến thử xem. Hứ, thử thì thử chứ. Đứng ở đây. Hả? Không được sao? Sợ chứ. Ngươi mau ném đi. Ngươi không phải là 100 bước xuyên dương sao? Ê, nhưng mà ngươi phải cẩn thận. Nếu lỡ rơi xuống đó, coi như máu thịt lẫn lộn đó. Nè, ngươi cứ từ từ mà rung đi. Chúng tôi đi trước nha. Ê, tuyệt đối không được động đó. Chỉ cần động một cái là rơi xuống ngay. Sư phụ, chúng ta đi. Đi. Đệ tử vô năng, không thể ngăn chặn hư dân lên núi. Điều này cũng không thể trách các ngươi. Tên lão hòa thượng này cũng không phải là kẻ tầm thường. Bây giờ hắn đang ở đâu? Chắc ở Hoa Thủ Môn. Hoa Thủ Môn à? Hương cũng đã thắp rồi, Phật cũng đã bái rồi. Hắn nên xuống núi rồi chứ? Dạ. Đi. Các huynh đệ đi. Đi. Nhanh lên. Không có. Bên này không có. Có thấy không? Có. Nhanh lên. Bên này cũng không có. Bên kia có. Nhanh lên. Có không? Không có. Ta nghĩ tên lão hòa thượng này chắc bị dọa chạy mất rồi. Ta thì nghĩ chưa chắc rồi. Sư phụ. Sư phụ, người xem, phía trước có người. Sư phụ. Nè, có ai không? Thí chủ có ở nhà không? Ai vậy? Là lối ôm sầm. Giấc mơ đẹp vậy, mới mơ được con nữa. Thiệt là đáng tiếc. Phá hỏng giấc mơ đẹp của ta. Thi chủ. Hey, lão già, người có túp liệu tốt không ngủ, sao lại trèo lên cây mà ngủ trong tổ chim vậy hả? Đồ ngốc. Người có thấy tổ chim nào mà nhỏ như vậy không? Vậy người ngủ trên cây không nguy hiểm hay sao? Người biết cái gì? Chim ở trên cây tự nhiên ung dung, người ở dưới đất có thành giấc lắm. Đến đây lão già, tôi đỡ không? Ngươi là lão già thì có. A Di Đà Phật, hậu học hư dân, đỉnh lễ lão Phật. Từ từ, ngươi nói ngươi tên gì? Bần tăng hư dân. Hư dân? Ngươi chính là hư dân hả? Ấy trời ơi, cái tên gian dối biết bao, lỗ tai ta bị chấn điếc rồi. Ngươi chính là hư dân năm đó cùng Từ Hy Tây Hạnh đến Trường An cầu tuyết cứu nạn đó hả?
Chuyện đó là giả được sao? Đệ tử chỉ có hư danh, xin lão pháp sư đừng cười chê. Bần đạp nghe nói lão pháp sư 30 năm đều như vậy, ở đây mở núi sửa đường, tạo phúc dân chúng, hết sức bái phục. Ây trời ơi, bái phục gì chứ, sửa đường ai không biết. Mọi người đều biết làm, chưa chắc ai cũng làm. Bần đạp muốn trú trên núi Kệ Túc tu hành, nhờ lão pháp sư đôn thúc nhiều hơn. Người nói vậy là điên rồ á. Nói điên rồ, ta vừa không biết Phật pháp, vừa không hiểu thiền lý, ngoài sửa đường chỉ biết ăn cơm đi ngủ, ngoài ăn cơm đi ngủ chỉ biết sửa đường à. Ê, lão hoàng về rồi kìa, thì chúng ta có cơm ăn rồi. Có cơm ăn rồi, ngươi xem lão hoàng đem cái gì về cho chúng ta nè. Pháp sư vào mời ngồi. Thiện tài, thiện tài. Anh con chó này của người biết mua đồ hả? Đương nhiên rồi, dù sao vẫn tốt hơn cái bọn hòa thượng mặc áo cà sa vàng trên núi nhiều rồi. Pháp sư ơi, xem gì vậy? Xem mặt trăng. Hả? Trăng? Trăng ở đâu vậy? Đại hào hà quang. Đồ đa ngư mộc chân nan biển, tu bá nghe hồng đương thái hà. Quang hà vạn tượng vô kim cổ, bất thuộc âm dương tuyệt chương già. Ê, tốt, tốt có ý nghĩa, thật là lý thú đó nha. Pháp sư ơi, đêm nay chúng ta trò chuyện cho đã mới được à. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Cái đêm này á, ý chà. Đến đây pháp sư ơi, cái đêm này á, cho ta nói lên hết những gì 30 năm trước ta chưa được nói. Đà tạ lão pháp sư chỉ dạy, bần đạo được lợi không ít, xin cáo từ. Cứ định đi về đâu vậy? Ta định dựng tại một cái lều ở sau núi. Đây không phải cái sách lâu dài. Hơn nữa, bọn hòa thượng ở sau núi chưa chắc cho ngươi dựng đâu. Ta có một chỗ nè, ở trước núi à. Hai người đi vòng qua con đường nhỏ kia ha. Ở nơi hẻo lánh kia có một ngôi chùa nát gọi là Bát Du Am. Vài năm trước ta từng ở đó, bây giờ bỏ trống, hai vị không ngại tới đó ha. Đa tạ pháp sư. Mộng Linh à, đến giờ dậy rồi. Dậy mau, dậy mau. Thật thoải mái. Hôm nay chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm, mau dậy đi. Vậy con đi lấy nước trước đi. Được rồi. Sư phụ, người xem kìa. Xin đại pháp sư các vị thí chủ, mau đứng dậy đi, mau đứng dậy đi, đứng dậy. Bồ Tát sống đồng ý của chúng tôi mới đứng dậy. Phải thôi, xin đại Bồ Tát sống cứu chúng tôi. Nếu bần đạp có thể dùng năng lực bản thân giúp đỡ cho các vị thí chủ, nguyện vạn chết không từ. Hãy cứu chúng tôi. Phải thôi, đứng dậy đi. Đứng dậy. Chúng tôi đều nghe nói cháu trai của Lưu trưởng quầy chủ phường xây trong thành bị chúng ta hôn mê bất tỉnh, sắp chết đến nơi rồi, chuẩn bị đem quả thiêu. Bồ Tát Sống đã niệm động chân ngôn để phát thần quy cứu sống nó lại. Chúng tôi ở đây có rất nhiều người bị trúng tà, xin Bồ Tát Sống ban phát từ bi cứu lấy chúng tôi. Dạ, cứu chúng tôi. Các vị thí chủ, các người đều hiểu lầm rồi. Bần tăng chỉ là một người xuất gia bình thường thôi. Vị tiểu thí chủ đó không phải bị trúng tà gì, chỉ là bị mắc một chứng bệnh truyền nhiễm.
Bần tăng chẳng qua biết chút y thuật, trong tay có một bí phương, trùng hợp cứu được vị tiểu thí chủ đó. Bồ Tát sống hạ tất phải khiêm tốn nữa, gần đây cho chúng tôi chết rất nhiều người, rất nhiều thầy lang đến nói đều không có thuốc chữa trị. Đại pháp sư trên núi thì nói là nghiệp chướng ma chướng, lập đàn trừ ma thì có cứu được vài người, nhưng đa số đều chết rồi. Bồ Tát sống mà, người pháp lực vô biên, xin đừng thoái thác nữa. Mê giả tự mê, ngộ giả tự ngộ. Xin các vị thí chủ tuyệt đối đừng gọi ta là Bồ Tát sống, để tránh gây họa bần tăng. Bây giờ xin mọi người khiêng người bệnh vào trong điện này, để tôi xem thử bệnh chứng của họ. Đã kiểm tra rõ rồi, được sự giúp đỡ của tên hòa thượng điên Liễu Trần, hương dân đã trú lại ở Bát Du Am. Bây giờ có rất nhiều người chạy đến chỗ hắn xin chữa bệnh. Quy tắc mấy chục năm nay của núi Cây Túc chúng ta không thể bị hủy hoại với ta bọn chúng. Lôi thôi, làm đánh chúng đi. Muốn ra tay phải làm nhanh gọn sạch sẽ. Căn chùa nát Bát Du Am đó để cũng chẳng được gì, chỉ bằng... Được rồi, các ngươi bây giờ đến Bát Du Am đi. Tôi lệnh. Đi. Mà, nghe lệnh. À, là Lưu thí chủ à, mời vào. Lưu thí chủ, rất nhiều người chạy đến Bắc Du Am, sao ngươi không cùng đi với bọn họ vậy? Ở núi Cây Túc này, ta chỉ tin tưởng pháp lực vô biên của Đại Pháp Sư Ngài thôi. Tên hư dân hòa thượng kia không phải đã cứu sống cháu ông sao? À, không phải hắn. Ta nghe nhị sư huynh nói, hôm đó Đại Pháp Sư Ngài không ngừng ở trên đàn niệm chú, vào giờ khắc quan trọng đã khử đi ma chứng, cháu của ta mới được trả lại sự sống. Còn tên hòa thượng đó không biết đã rót cho cháu ta cái thứ canh mê hồn gì. Đứa trẻ tuy sống lại nhưng ngày xem, nó biến thành thằng ngốc rồi đây này. Khó có người thiện căn thâm hậu như ngươi, ta sẽ đặc biệt giúp đỡ ngươi thêm, để ngươi sớm được tấm cam lộ Phật Pháp, bước vào tịnh thổ Tây Phương. A-di-đà Phật. Đa tạ Đại Pháp Sư Pháp Ân. Được rồi, đi theo ta. Lưu thí chủ, trong túi bên phải của ông có 3 đồng xu. Hả? Đại Pháp Sư, người thật là thần cơ diệu đoán nha. Bây giờ ngươi xem thử còn mấy đồng. Hả? Sao chỉ còn có 2 đồng vậy? Có 1 đồng ở đây. Đại Pháp Sư, người đúng là thần đó. Linh thí chủ, đây là cực lạc, đơn kết hợp từ linh khí người và đất mà thành. Người ăn nó đi, ta sẽ đưa người đến thế giới cực lạc phương Tây. Bây giờ tâm niệm của ngươi và tâm niệm của ta đã hòa thành một thể. Ta sẽ đưa ngươi đi nước Phật tịnh thổ. Nhắm mắt lại đi, dùng tâm để nhìn. Trước mặt ngươi có một con đường lớn được trải bằng vàng và trân châu. Ngươi nhìn thấy chưa? Nhìn thấy rồi. Ngươi bước lên trên con đường lớn này, đi thẳng về phía trước. Cánh cửa thiên quốc đang mở chờ ngươi. Từ bên trong truyền ra âm nhạc mỹ miều vô hạn. Ngươi xem tất cả những thứ ở đây đều là do thất bảo tổ thành. Hoa sen làm từ phỉ thúy,
Đại thụ đúc từ lưu ly, những đóa hoa được tô điểm từ trân châu. Các tiên nhân vô ưu vô lo dạo bước giữa rừng cây. Các tiên nữ thước tha uyển chuyển nhảy múa, ngươi nhìn thấy rồi chứ. Bây giờ ngươi đang lơ lửng, đang bay lên rồi, đang bay lên rồi. Ôi tuyệt quá, thật thoải mái. Ôi thoải mái quá. Ngươi là con cái nhà ai? Sao chạy đến đây vậy? Họ đều gọi ta là Thiên Nhi. Thiên Nhi, mau vào đi, con người nhìn thấy là phiền phức đó. Mau. Chỗ này thật đẹp đó. Con là Thiên Nhi. Vậy cha con là? Cha con là một người quen. Vậy còn mẹ con? Con không có mẹ, bà ấy đi rồi. Tay của người thật ấm áp. Thiên Nhi, con lại đây, tuyệt đối không được lên tiếng, nghe lời. Ê muội à, sao cửa lại không khóa hả? Lúc nãy thiếp trông qua. Sau này cẩn thận một chút, đi thôi. Dạ. Nhìn chàng trông có vẻ mệt mỏi. Cũng đều do tên lão hòa thượng hư dân gây rối. Một lão hòa thượng, cứ để ông ta dựng lều sống an phận trên núi đi. Người biết cái gì chứ? Hắn muốn đạp đổ chiếc cung của ta đó. Ê, người, sao người lại mang thai nữa rồi hả? Thiếp đang tìm cách. Được rồi, đứa trẻ này cứ để sinh đi. Có thật không? Người khóc cái gì chứ? Là thiếp vui mừng. Vậy sau này, sau này phải làm sao? Người, người làm sao người vào đây được hả? Con muốn đi tiểu. Người, có phải là người đưa nó vào không hả? Một đứa trẻ nó bị lạc thôi. Nơi này đã 5-6 năm không một người đặt chân đến. Nếu người gây ra chuyện gì, người nè, người cút đi cho ta. Đi. Chàng, chàng làm gì vậy? Nè, chàng làm gì vậy? Chàng đừng làm bé sợ mà. Đừng làm bé sợ. Con nghe lời, ra ngoài rồi tuyệt đối không được nói với người khác con từng đến nơi này nha. Đi mau đi, đi mau, đi mau. Ây da.
xin lỗi. Xin lỗi. Đứa trẻ đó là một đứa trẻ khờ. Ta biết nó là ai. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Sắp tới rồi. Xem ra bệnh các người mắc phải đều cùng một chứng bệnh, giống như bệnh của cháu trai Lưu Trưởng Quầy. Đây là một loại bệnh truyền nhiễm, chúng ta phải nhanh chóng chữa khỏi. Vậy xin Pháp Sư ghi phương thuốc cho chúng tôi, nếu có thể chữa khỏi chúng tôi nhất định sẽ đến trước Phật tạ ơn. Ở chỗ ta chỉ có một số vị thuốc e là không đủ, huyện thành Tân Xuyên chưa hẳn đã có. Vậy phải làm sao chứ? Nếu đợi thêm vài ngày nữa sợ rằng vợ ta chịu không nổi phải đâu. Đó. Đúng đó. Đúng rồi. Mau tránh ra. Phải tránh ra nha. Nhường cho một chút nha. Chịu nổi chứ. Phải làm sao đây? Hả? Ê. Lão sư phụ. Hả? Ông gánh cái này là gì vậy? Thuốc đó. Hả? Sao ông lại biết chúng tôi đang cần thuốc vậy? Làm hòa thượng nhiều năm như vậy rồi, không có một chút tiên tri tiên giác. Hôm qua ta vừa nhìn sao trên trời á. Người xuất gia không có nói sàng bậy. Ta không có tiên tri tiên giác là hắn à. A Di Đà Phật. Đại Pháp Sư, đại sư, người đã cứu con trai ta, ta thật không biết làm thế nào để tạ ơn đại ân đại đức của người. Cổ ngữ có câu: cứu một mạng người hơn sẽ thái phù đầu bảy tầng. Ta nghĩ phương thuốc của người nếu cứu được con trai ta, bây giờ rất nhiều hương thân ở Tân Xuyên đều bị nhiễm loại bệnh lạ này, cho nên ta nghĩ người nhất định có thể cứu mạng của họ. Cho nên ta đã đi mua số thuốc này. Nhiều thuốc như vậy chắc là tốn nhiều tiền lắm. Ơi, ta đâu có nhiều tiền như vậy chứ. Ta đang buồn về chuyện này. Thì Liễu Trần Pháp Sư liền đến nhà ta. Ông ấy nói biết ta đang cần thứ gì. Ông liền mang ngân lượng hàng ngày dành dụm được đưa toàn bộ ra, cùng ta đến đại lý lo liệu số thuốc này. A Di Đà Phật. Lão Pháp Sư, người công đức vô lượng đó. Hay, tiền tài là vật ngoại thân mà, sống không mang đến chứ không mang đi. Ở đây á là số tiền mấy năm trước một vị tài chủ bố thí cho ta nè. Nó để sửa chùa. Ta đâu có biết sửa chùa, chỉ biết sửa đường. Có lẽ sẽ có lúc ngươi cần dùng đến. A Di Đà Phật. Lão thượng đâu? Ra đây, mau ra đây. Ra đây. Đừng ai Di Đà Phật nữa, có người tới cướp tiền rồi. Về à. Lão thượng đâu? Ra đây nhanh lên. Lão hòa thượng. Ra đây mau. Ra đây. Lão hòa thượng. Ra đây mau. Lão hòa thượng. Ra đây mau. Lão hòa thượng ra đây chứ. Lão hòa thượng, ngươi ở đây làm gì? Định tụ tập dân chúng gây chuyện à? Các vị sư phụ này cùng liệt vị đàn diệt từ bi, bần tăng không tâm tụ tập dân chúng, cũng không có ý gây chuyện, chỉ muốn mượn một miếu nát hoàng phế dựng lều tranh bái Phật tịnh tu. Những thiện tín này, chắc ngươi biết quy tắc của núi Kệ Túc chứ? Ta biết núi Kệ Túc không cho phép nghỉ chân nên không thể ở lại, chỉ đành mượn miếu hoàng dựng lều tu hành. Nếu người đã biết núi này không cho phép nghỉ chân, cũng nên biết núi này không cho phép người ngoài sửa miếu dựng lều, tự ý thu nhận tiền hương quả, có biết không? Chúng tôi cư trú ở đây chỉ để tu hành, tuyệt không có ý thu tiền hương quả. Người nói xem, không thu tiền hương quả, vậy đây là gì chứ? Hey, sao các người không nói đạo lý vậy? Đây là một lão hòa thượng tặng cho sư phụ chúng tôi mà. Đúng vậy. Ê, nè. Ê, nè, lão hòa thượng, sao không lên tiếng vậy? Tham nhân hiếu tụ tài, pháp tự kiêu ái tử, tử đại nhi thực mẫu, tài đa tất hại nhân, tan tài tức sinh phúc, tụ tài hòa tất khởi, vô tài diệt vô hại, cổ phiên thành dân lý. Nếu số tiền này là của tên hòa thượng điên có được, vậy thì càng phải xung công. Các vị sư phụ mang ngân lượng đi cũng được, nhưng
xin liệt vị sư phụ đàn viết cho phép bần nạp ở đây tịnh tu. Cái gì tịnh tu với động tu chứ? Núi này có quy lệ bao đời rồi, không phải con cháu núi này không được phép lưu trú. Người mau thu dọn đồ đạc cút đi đi, đi đi. Xin hỏi vị sư phụ này, đất này là đất công hay đất tư? Ta mặc kệ đất công hay đất mẫu, liên quan có ái gì đến người chứ? Nếu thuộc đất tư, chúng tôi sẽ lập tức đi. Nếu thuộc đất công, ai ai cũng có thể ở lại. Nói nhảm, đây là quy tắc mấy chục năm của núi này rồi. Nói cho cùng không cho phép hòa thượng nơi khác lưu trú. Đất là đất công, núi là núi quan, dựa vào đâu không cho phép hòa thượng nơi khác lưu trú ở đây? Lẽ nào núi Kệ Túc không thuộc quản hạt của Đại Thanh chứ? Cái này lôi thôi chứ hắn làm gì? Đánh đuổi tôi hòa thượng quan đó đi. Khoan đã, lão sư phụ, xem ra người đã hạ chủ ý không đi rồi. Xin các vị sư phụ tạo thuận lợi cho. Ta thường nói nơi này không giữ ta sẽ có nơi giữ ta. Nè, Trung Quốc rộng lớn, miếu chùa rất nhiều. Sư phụ, ông hà tất phải ở đây làm khó chúng tôi? Bần nạp tuyệt đối không có ý làm khó các vị, vẫn xin các vị tạo thuận lợi cho tôi. Sớm đã nghe người ta nói cả núi Kê Túc này chỉ có Bát Vua Am này là tà khí nặng thôi, cho nên bao nhiêu năm nay không hề có người cư ngụ. Nè, đối với nơi hội tụ tà khí này, biện pháp tốt nhất là đốt nó đi. Người nói có đúng không? Tất cả nguồn nghiệp chướng đều từ vọng tưởng ra. Nếu như các vị nhất định muốn hủy đi nơi nương thân của bần nạp, bần nạp đành phải hóa thành tro bụi cùng với Bát Vua Am. Sư phụ. Được. Sống chết của cá nhân đoạn, nhân quả của cá nhân dứt. Đốt. Có người bắn lão tăng, lão tăng chỉ nói tốt. Chạy mau đi. Có người đánh lão tăng, lão tăng tự lăn ra ngủ. Có người đánh lão tăng, lão tăng tự lăn ra ngủ, nước bọt văng trên mặt, gió thổi tự sẽ khô. Ngươi để dành sức lực, ta cũng bớt phiền não. Xách nước đi dập lửa. Giảng sự hết theo duyên. Hay quá. Để ta thỉnh giáo thiền sư vài chiêu. Ta thấy người thế gian ai ai cũng tranh nghĩa khí, văn tú tài cũng động gió rồi. Hòa thượng điên không phải cũng lộ phi thường rồi sao? Tốt, vậy hai chúng ta cùng diễn một hồi kịch vậy. Nhị sư huynh, quên đây gọi là chân nhân bất lộ tướng đó. Được, vậy đắc tội rồi. Võ công của văn tú tài quả nhiên tài giỏi ha. Khoan đã, ngươi còn gì muốn nói nữa? Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, xin hãy cứu vớt văn tú tài, hãy mau đến cứu vớt cho văn tú tài. Nực cười, kẻ chết đến nơi là ngươi, cứ sẽ lại gọi Bồ Tát đến cứu ta chứ? Ta chết rồi, bụi về bụi, đất về đất,
nhưng mà ngươi đánh chết ta là ngươi đã phá sát giới, cho nên ta xin Bồ Tát đến cứu ngươi. Bồ Tát, hãy đến cứu linh hồn của Văn Tu Tài đi. Cứu bản thân của mấy người đi. Dừng tay. Ngô đại ca, Mộng Linh, giúp ta để ý một chút vị tỷ tỷ bên cạnh. Quân yên tâm, đã có Mộng Linh ta. Đi. Cao nhân nơi nào mà cũng đến nút cây túc này tham gia náo nhiệt? Tất cả đều là người trong cửa Phật, hà tất phải lấy cái chết ra tranh giành nhau. Văn Tú Tài, ta biết Bồ Tát sẽ đến cứu người mà. Khoan, ngươi thật sự muốn cản trở ta sao? Nếu tha được thì nên tha đi. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh khiến ta tha người hay không. Xem chưa. Hai hảo công phu. Có tài ba đó, đánh đi, đánh. Tí xem họ đánh nhau rồi kìa. Tên Ngô Lễ này sao lại đánh nhau rồi? Yên tâm đi, bản lĩnh đánh nhau á vừa nãy có mà. Người đánh thiệt à? Dừng tay. Hai thị thị phi phi đến lúc nào? Phiền phiền não não khi nào hết? Nơi Phật môn thanh tịnh, múa đao múa gậy còn ra thể thống gì? Sư phụ, sư phụ. Tranh chấp hôm nay thiết nghĩ chắc do trưởng lão mà ra đúng không? Bần nạp chỉ muốn mượn mảnh đất quan Bát Du Am dựng lều tịnh tu, không có ý gì khác. Xin pháp sư từ bi đồng ý cho. Bổn sơn các đời trước đã lập ra quy tắc, các am tự lớn nhỏ chỉ cho phép đồ tôn do tổng chủ trì đích truyền lưu trú. Đây chủ yếu là suy xét đến sự trong sạch của đội ngũ tăng đoàn. Như nay binh mã loạn lạc, rất nhiều kẻ cướp giật, cao đầu rồi lẫn vào tăng đoàn, thật giả khó phân. Đứng dậy đi. Đáp lại sư phụ. Truyền lời của ta đến các am tự trên núi, từ nay Bát Du Am này sẽ do Hư Dân Hòa Thượng chủ trì. Hy vọng mọi người tương trợ lẫn nhau, chăm chỉ làm đạo, không được pha rối lẫn nhau. Xin nghe sư phụ giáo huấn. Đà tạ pháp sư đồng ý. Xem ra Xuân Thiện đại pháp sư này hình như là người tốt đó. Xem ra cũng lương thiện. Vậy tiền hương quả của Bát Du Am thì sao chứ? Bần nạp ở lại núi tuyệt không có ý thu tiền hương quả. Nếu có thiện tín cúng dường sẽ theo quy tắc núi Kỳ Túc giao cho thường trú sắp xếp. Không cần đâu, trưởng lão cứ giữ lấy, xây miếu an tăng đi. Bát Du Am này cũng nên sửa lại rồi. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Các vị thí chủ, các vị thí chủ, các người bị ma bệnh hoành hành, bậc tăng luôn nhớ trong lòng. Ta dùng hết thời gian 3 ngày bế quan tụng kinh, cầu Quán Thế Âm Bồ Tát phù hộ mọi người. Bây giờ xem ra đã bước đầu ứng nghiệm. Đợi một lát đại pháp hội bắt đầu, khi chuông trống vang lên khắp núi, ta tin rằng Quan Âm Bồ Tát sẽ hiện thân ở Kim Đỉnh. Nếu các người có thiện căn, sẽ tận mắt nhìn thấy. Giờ lành đã đến rồi, đại pháp hội bắt đầu. Chuông trống cùng vang lên. Chuông trống cùng vang lên.
chuông trống cùng vang lên. Có thật sẽ hiện ra không? Thật thiệt. Không biết được không? Hiện rồi. Hiện rồi, hiện rồi kìa, hiện rồi. Ôi, tôi thấy rồi kìa. Hiện rồi. Tôi cũng thấy rồi kìa. Thật sự mày được quan thêm rồi, hiện rồi đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Thật là ly kỳ, thật là hiển linh rồi. Người nói cái gì vậy? Thấy Quan Âm còn không mau bái đi. Ê, sư phụ, có phải là thật hay không vậy? Hương Vân trưởng lão, thật sự không thể tin nổi. Ngài nhìn thấy rồi chứ? Nhìn thấy rồi. Hương Vân trưởng lão nhìn thấy rồi, ta cũng đã nhìn thấy rồi. Các người có nhìn thấy không? Nhìn thấy rồi. Lạc Thành Xá Linh. Nhìn thấy rồi. Ngài nói đúng không? Trong lòng có Phật, Phật ngay trước mắt. Trong lòng không Phật, Phật ở phương trời. Lời này rất đúng. Hôm nay cuối cùng đã được cảm ứng rồi. Chỉ cần các ngươi luôn có lòng thành lễ Phật, cúng Phật, ma bệnh trong người các ngươi nhất định sẽ được trừ khử. Là tại đó. Là tại đó sư. Vậy thuốc này có cần uống không? Đúng rồi, đúng rồi. Không phải pháp sư. Thuốc có thể uống, tận chút ý người mà. Đây là tâm lòng của Hương Vân trưởng lão đó. Nhưng mà lòng thành trừ khử tà ma mới là cực kỳ quan trọng. Được rồi, bây giờ các ngươi giữ tấm lòng thành, mang thuốc về nhà đi. Ông Quan Âm Bồ Tát rồi, đúng 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 rồi, rồi, cần cái gì nữa? Có Quan Âm rồi, không cần nữa đâu. Bỏ đi, quăng đi. A Di Đà Phật. Vị thí chủ này ấn đường phát sáng là có đại phúc báo đó. Thật khổ thẹn. Hôm khác đến chùa, ta sẽ chiếu cố người hơn, để người tìm hiểu một chút về sự uy hoàng của tịnh thổ nước Phật. Được, nhất định sẽ đến chùa bái kiến. A Di Đà Phật. Hương Vân trưởng lão. Hả? Ngô đại ca, sư phụ, người xem kìa, là Ngô đại ca đó. Hai người đến rồi à? Nè, ngồi xuống đây, uống ly trà nè. Hương Vân trưởng lão, sao ngài không hỏi con mấy tháng nay đã đi đâu? Sao lại tìm đến núi Cây Túc này? Đi là nơi người muốn đi, đến là có lý do của người. Hỏi hay không hỏi, không phải cũng như nhau sao? Sư phụ. Vị thí chủ này lần đầu gặp mặt, không biết. Trưởng lão, chúng ta đã sớm gặp nhau rồi. Hả? Sao Bận Nạp lại không nhớ ra? Năm Hoàng tử thứ 9, ngày lễ bái núi Ngũ Đài, lúc đi qua Hào Châu, có một tiểu cô nương 6 tuổi. Không quả chí, Liên Hoa Bảo Tọa Tiệc, Lão Liên đó. Ta nhớ ra rồi. Cô xem, mới thoáng đã qua nhiều năm rồi. Thật giống như bóng cầu qua kè cửa. Lúc đó con không biết người chính là Hư Dân trưởng lão. Một vị tiểu cô nương lương thiện, giúp đỡ một người xuất gia bái sơn,
người xuất gia đó có phải hư dân hay không không quan trọng. Dạ không, đối với con mà nói rất quan trọng. Bởi vì lần đó trước khi gặp ngài, con đã nhiều lần được nghe đến tên hư dân. Và cũng rất nhiều lần con tưởng tượng ra hình dáng của hư dân hòa thượng. Cho đến mấy năm trước, khi con nghe nói có người vào Nam Quang Tự thứ 9 đi ba bước lại một lại để bái lễ núi Ngũ Đài, con mới tin người đó chính là người. Con đi khắp bốn phương nghe ngóng hành tung của người. Cho đến mấy tháng trước con mới biết người đã đi đến núi Kê Túc. A Di Đà Phật. Cô nương à, rốt cuộc cô là ai? Con là U Ly. Ta không phải hỏi tên của cô. Con là đứa trẻ bị bỏ rơi, từ nhỏ được hai vị ni cô nuôi dưỡng. Hai vị này trước lúc xuất gia là mẹ chồng nàng dâu, sau này họ đã trở thành bà và mẹ nuôi của con. Chuyện mẹ chồng nàng dâu cùng xuất gia trong Phật môn rất hiếm thấy. Nguyện lực của họ thật đáng khen ngợi. Lúc đó bị ép không thể làm khác được, bởi vì con trai nuôi của bà, chồng của người con dâu, trước lúc đó đã bỏ rơi vợ con để xuống tóc làm tăng. Trưởng lão, năm ngoái bà đã qua đời rồi. Hư dân trưởng lão lúc đó ra đi, bà luôn miệng nhắc đến tên của người. Mẹ nuôi tuy nhiều năm qua không hề nhắc tới, nhưng trong lòng U Liên biết rất rõ. Nhiều năm nay mẹ luôn mong đợi chính là có thể gặp lại người một lần thôi. Cô nương, cô còn chuyện gì khác nữa không? Trưởng lão, cái này là mẹ nuôi con, kêu con chuyển cho người. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung.
Phật.